Anh Lưu ơi, hôm nay mùng 6 Tết rồi mà em vẫn chưa được coi phim Lục Dân Tiên Tuyệt Đỉnh Công Phu nữa. Vậy sao em không đi coi đi? Ba mẹ em không cho em tiền làm sao em coi được. Vậy chứ em nghĩ anh có tiền hả? Anh có. Anh có làm con em á. Mà sao em không chịu lấy tiền lì xì ra để đi mua vé coi phim? Tết này em ở nhà không mà không có đi chúc Tết nữa, cho nên không có ai lì xì hết. Vậy em kêu bạn trai dẫn em đi đi cũng được mà. Em còn nhỏ xíu mà làm gì có bạn trai. Thôi thôi anh ghẹo em thôi, để anh giải quyết cho. Em chờ anh chút xíu nha. Thiệt hả? Thiệt, em ở nhà chờ anh đi, đừng khóc nữa nha. Ông đi qua bà đi lại, có ai thấy tôi đáng thương thì cho tôi xin vài chục ngàn mua vé xem phim Lục Dân Tiên Tuyệt Đỉnh Công Phu cho nhỏ em tôi đi coi đi. Nó ở nhà khóc ý ới từ sáng giờ, nghe nhức nách quá. Nhà nghèo ba má đông, thêm cái bị què hai cái chân sau nữa. Ai cảm thấy thương cho tôi xin vài chục ngàn đi. Ai giàu giàu xíu thì cho tôi xin trăm mấy, tôi dứt hai vé luôn tôi đi coi ké. Sao xin hoài không đi cho vậy ta? Trời ơi, đường xá rồi mà vắng vẻ quá. Nói chuyện giống như đang từ kỷ. Rồi kiếm mấy ngã ba lết cho nó sơm. Ngã ba. Phận làm con cuốn chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà lết sai trên đoạn đường dài. Dài. Trời ơi, có ai dư tiền cho tôi xin trăm mấy tôi dứt cặp vé xem phim Lục Dân Tiên Tuyệt Đỉnh Công Phu coi. Lết cái gì đâu, mòn háng từ sáng tới giờ không có đứa nào cho được cắt bạc nào vậy trời. Hứa với nhỏ em cho đã nhà về không có cắt bạc nào nó chửi tôi chết luôn á. Điều khác vậy mày, đi. Không cho đừng có chửi nha, tôi chửi lại ráng chịu á. Đang bàn chuyện hệ trọng, đứa nào dám xì hơi đấy. Mày là thằng nào mà dám? Anh là Vân Tiên, Lục Vân.